Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách để tạo được nhiều tài khoản Zoom bằng một email duy nhất. Để làm được việc này, trước tiên chúng ta hãy sử dụng mail của chúng ta để tạo một tài khoản Zoom. Sau khi tạo xong, chúng ta hãy đăng xuất và chúng ta quay trở lại với việc đăng ký một tài khoản Zoom. Để đăng ký được tài khoản Zoom phụ mà sử dụng email vừa rồi, chúng ta sẽ mở email chúng ta ra. Chúng ta copy tên email đó cho chắc chắn. Chúng ta dán email vào đây. Và chúng ta sẽ thêm một yếu tố phụ ở trước chữ A còng. Chúng ta hãy ấn thêm cộng. Chúng ta có thể cộng 1, cộng 2, cộng 3 tùy. Ở đây mình sẽ chọn cộng 1. Và ấn đăng ký. Lúc này thì đã có một email xác nhận tới từ Zoom tới địa chỉ email mà chúng ta đã đăng ký. Là email chính. Ở đây đã có thư, chúng ta sẽ mở thư ra. Chọn Edit. Và bây giờ chúng ta sẽ điền các thông tin. Mật khẩu chúng ta chú ý là phải từ 8 chữ trở lên, gồm cả chữ hoa, chữ thường và cả số. Ở bước này chúng ta sẽ bỏ qua. Như vậy là chúng ta đã tạo xong một tài khoản. Chúng ta có thể tới tài khoản của chúng ta. Ở đây tôi đã tạo xong tài khoản với đuôi là cộng 1. Chúng ta có thể để cộng mấy cũng được.